Đây, chào mọi người đã đến với kênh Cơ Giới Nhà Nông. Hôm nay Cube Mini và xe cải tiến chạy đất mới hoạt động xong, giờ đang lên bãi luận về nhà. Cái chiếc cải tiến này thùng rất to nha, chạy đất rất nhiều. Đây có số điện thoại của anh chủ của bè đó đó, anh em nào có cần làm liên hệ ảnh nha. Cô bè nhỏ dắt mương chở đi á. Đây thùng rất to nha anh em, máy ra khối luôn rồi. Cũng cuối mùa rồi anh em ơi, cuối mùa rồi, ảnh về ảnh rửa máy anh nghỉ luôn á. Thùng quá lớn. Xong. Đây cái xe chở thùng lớn lắm nè. Thế xe chở thùng bề ngang nhiêu ạ? Vô. Ngang mét rưỡi ạ? Dài mét bảy. Thùng quá trời lớn luôn mà. Ngang hơn mét rưỡi chứ. Này xe tự chế nha. Này hồi đó triệu tài chế. Thùng lớn quá ha. Thùng này đã rồi đổ đáng đồng tiền ha. Mới đi chở bê tông về nè, có con cò quạt tư nè. Có không? Chở bê tông được luôn hả? Trời ơi nè. Chở đầy luôn. Ừ, có dính bê tông nè. Chở đầy tới đây nè. Ừ, có cái lằn á. Có con cò nè. Ừ, chở bê tông phải có con cò chứ không ấy chảy. Chở đất sình là bao luôn chứ. Bê tông nặng cỡ nào mà không giả. Chạy đầu máy gì à, mạnh dữ à? Mackin. Mackin. Mackin là gì trời? Mackin của Hàn Quốc á. Ồ. Anh em nào biết cái đầu máy này không? Thấy lạ quá cái bọc đít nè. Cái đầu máy này mà ai mà biết xài hay nghe đọc tên một cái là đủ mà rung không? Tại vì nó thay nhớt lần á, thay nhớt lần chóng mặt á, thay nhớt lần 18 lít. Trời ơi, cái bầu dìu nè. Ai biết xài cái máy này đọc tên là rum không? Xài nhớt lần 18 lít. Thiệt mà, cái bầu dìu cái này mục đích này nó chứa nhớt nhiều mà. Quá trời. Nè, con cò mổ nè. Ê cò này ông làm gì hết ti chưa chứ ti nó ben nhiều rồi, nó vướng cái đó. Hết rồi. Cọng dây là thẳng nè. Làm con dây nè. Ben lên vừa thẳng dây là hết ti. Nhưng mà ben nữa cái tuôn dây vô ro. À vậy ben vậy thì mình dễ câu canh hả? Này chạy hộp số Trung Quốc nha. Số Trung Quốc mà gắn tiếng lùi. À, chạy tới nhiều là ve nhiêu á, chạy ve tốc độ luôn á. Gắn số Trung Quốc gắn cục tiếng lùi. Ve nhanh. Chạy với mấy xe mà không có gắn tiếng lùi á, thấy đâu chạy một cái trời ơi xe tiêu tài mà nó ve cái ghê trời. Chạy cho thằng gì bánh cá thê. Cái này anh cột cái cọng dây này đừng mình canh ti nha, thẳng dây là ngưng liền để ben nó mau hư nha. Hơi dây của ro trái dây, hơi dây của ro này nọ rồi này, cái cò mổ móc cái nắp nè, cò tự chế. Bỏ thùng xuống là anh đè cây này xuống không? Đè cây này xuống rồi móc móc quặp vô.
dưới bột lên. Hay hen. Hết. Này hả, quạt tống ra hả? Ừ, tống ra ngoài. Còn của người ta tống vô đây nè. Người ta chạy hen quạt vô đây, người ta hen đụ tàu gô còn hơn là ngồi trong lò liên đơn. Mình tống ra. Ừ. Kết nước quạt tống ra đó rồi mới thấy à. Tống ra, chạy không nghẹt rác không gì hết. Tống ra mát mát tài xế nữa, tài xế ghế ngồi đây nè. Tài xế ngồi không nghe lắm. Độc ha. Mà mát nước không, tống ra nó yếu nước hơn á. Tàu gô đụ mà chạy hôm nay hai vụ rồi không có hao miếng nước. Không hao bạn. Đây có cục tiến lùi nha anh em. Cục này là cục tiến lùi nè. Gắn vô cái hộp số này, người ta kêu hộp số Trung Quốc. Số Vũ Hán. Vũ Hán hả? Đó, đó là cái anh chủ máy mà anh chủ máy hồi qua anh cạp cái múc cái cầu lên không được á. Rồi vài bữa xe anh ra đồng mình sẽ ra quay cho anh em xem thử nha, xe này chạy mạnh lắm. Thùng lớn nữa. Có cái cu bè hơi nhỏ à. Ôi cu bè làm gì mất cái cần rồi. Mất cái chỗ á. Đóng bạc gạo. Đóng bạc gạo hả? Tháo cái đầu gạo đi làm rồi. Tự làm nhà luôn hả? Dạ, tháo đem đi thợ làm. Dữ dằn. Tháo đầu cần đem đi rồi. Chở cái cần đi luôn hả? Ừ, chở cái đầu chó. Chở bằng cái gì? Trời, người ta dịnh, người ta chạy, xem ta. Ta dịnh, người ta chạy. Điểm qua, ta dịnh, ta chạy, ta dưới luôn á. La Pha hả? Chở cái đây 24 độ 200 kg, cũng từ Mỹ Phước Tây về đi. Rồi, hẹn anh em những video tiếp theo nha. Vài bữa mình sẽ ra đồng mình quay ngoài ruộng thực tế luôn. Rồi, chào tạm biệt anh em.